Hôm nay mình ôn lại cái ba cấp độ SP Line ha. Thực chất là mình đã vẽ qua rồi, đúng không? Thực chất là mình đã vẽ qua rồi. Thì nhưng mà trong quá trình vẽ thì nhiều khi mình không nhớ, thì hôm nay ôn lại cái đó ha. Ôn lại người ta đi tiếp các mục khác. Thì giả sử ở đây mình có hai cái rectangle, đúng không? Hai rectangle giao nhau với một đường line kép rồi. Thì trong cái hình xếp này nè, trong tất cả cái hình xếp này nè, chỉ có cái đường line là nó thuộc đối tượng SP-Line thôi. Thì những đối tượng nào thuộc SP-Line thì nó khi mình modify nó sẽ có ba cái nút này ha. Bấm một tên sổ ra nè, ba nút này nè. Thứ nhất là nút vertex là đỉnh vertex ha, nó là segment ha. Cái ba là SP-Line. Đó, bài cái chức năng này là nút cạnh đỉnh cạnh với lại chu tuyến à. Rồi khi mình có cái đối tượng này rồi, mình muốn biến những đối tượng khác á thành SP-Line luôn á, thì một là mình lấy đối tượng line mình cộng nó vô, hai là convert đối tượng này sang SP-Line. Ví dụ cộng vô này ha, đang line đúng không, mình chọn cái chức năng là attach. Attach là group các đối tượng lại với nhau ha, chỉ cần chọn một đối tượng có ba nút thôi. Attach này chọn này gắn vô, thì thấy gắn vậy nó thành màu trắng thấy không, thì thành một đối tượng thống nhất rồi đó là xong. Thì mấy cái đối tượng này đều biến thành là có cấp độ đỉnh, cấp độ cạnh và cái độ chu tuyến hết. Cách thứ hai là mình vẽ cái ví dụ cái vẽ cái shape là ellipse đi chẳng hạn gì ellipse, rồi mình muốn nó công vào shape line thì bấm phím phải à, tại vì mình bấm modify nè, nó đâu có cái nút gì đâu, không có cái nút ba cái nút cho mình chọn. Rồi bấm phải nè, chọn là convert to edit table SP-Line đó, thì nó biến thành nước SP-Line ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi từng cấp độ. Ví dụ ở cấp độ thứ nhất nè, chọn này à, thì ba cấp độ này tương đương với ba phím tắt ở trên bàn phím là 1 2 3, bấm số 1 là cấp độ đỉnh à. Nhìn đây nè, nhìn cái này nè, bấm số 2 là nó nhảy cạnh thấy không, bấm số 3 là nhảy chu tuyến thấy không, ba cái nhảy tuyến. Rồi đó là ba cấp độ. Thì đầu tiên mình đi cấp độ số 1 à, mỗi cấp độ đều có chức năng khác nhau, thì đi cấp độ số 1 cấp độ đỉnh à. Rồi đầu tiên á là cái chức năng này là new vertex height, thì mặc định nó là linear. Linear thì khi mà linear là góc nhọn, ví dụ mình chọn góc này nè, mình bấm phải thì nó hiện chữ corner là góc nhọn tương đương giúp linear trên đây ha. Thì khi bấm phải chuột nó cũng có bốn cái chức năng nè, bezier corner nè, corner là smooth nè, cũng tương đương bốn chức năng đây. Thì bezier, corner, smooth là giống nhau rồi ha, còn cái linear đó thì là ở trên đây nó chữ là corner ha. Thì trong đó linear là nút nhọn ha, hoặc là corner là nút nhọn, corner chỗ đây nè là nút nhọn, smooth là nút trơn à, nhưng mà cái nút trơn này nó không có tiếp tuyến à, thành ra mình không có chỉnh được, mình chỉ làm cho nó trơn láng thôi. Rồi nút bezier là nút cong nhưng mà đã có tiếp tuyến, có điều tiếp tuyến nó độc lập à, chọn này ha, ví dụ mình bấm phải nè, mình chọn là smooth thấy không, smooth thì nó cong kiểu này nè, nhưng mà nó không có cái nó trơn láng hay không, nó cong mình di chuyển nó vẫn cong à, nhưng mà nó không có tiếp tuyến. Còn nếu mình biến nó thành là nút bezier à, corner đúng nhọn nè, thành đúng nhọn này không, biến cái này nè, bốn này không đích nhọn nè, corner nè, thành nó nhọn, nó giống như cái tứ giác vậy ha. Rồi biến nó thành nút là bezier đó, thì nó có xuất hiện tiếp tuyến, mà tiếp tuyến này là nó luôn thẳng hàng nhau, thành ra mình di chuyển á thì cái tiếp tuyến, cái đầu tiếp tuyến còn lại nó lúc nào thẳng hàng này hết á ha. Mình vậy làm như này không, sẽ tiến thẳng hàng thôi, xây là thẳng hàng nè, xây là thẳng hàng rồi. Tiếp theo là mình biến nó thành là bezier corner à, bezier corner là lúc này là cũng là đường cong nhưng mà có hai tiếp tuyến độc lập với nhau, thấy không, nó cũng xuất hiện hai đường đây à, nhưng mà hai đường này độc lập với nhau, mình có thể điều chỉnh từng cái hết. Đó là cách này mình dùng nhiều nhất ha, cách mà bezier corner mình dùng khá nhiều ha. Đó, bezier dùng khá nhiều ha, và bezier corner rồi. Tiếp theo đây thầy giới thiệu sơ một lượt luôn ha, cho em nắm qua trước rồi mình đi từng bước sau.
Rồi tiếp theo nữa là red line, là tạo đường thẳng giữa hai đỉnh đã chọn ha. Tạo thẳng là bấm vô đây, bấm vô đỉnh này, nhưng mà mình phải bật bắt góc lên ha, bật bắt góc lên bên phải, chọn là vertex bắt đỉnh ha. Ok, chọn là bấm đây, bấm vô đây, không là bấm escape thoát ra, bấm đây, bấm đây, bấm escape thoát ra, bấm đây, bấm đây, escape thoát ra, bấm đây, bấm đây, escape thoát ra, ở đây, ở đây. Yes, đóng lại nè, bấm đây, bấm đây, đó. Mình nối cái đường thẳng giữa hai đỉnh với nhau ha. Bấm đây, bấm đây. Yes, ha. Là red line. Rồi, bấm cộng thêm Z lại, cộng thêm Z, cộng thêm Z, cộng thêm Z. Tiếp theo là break. Break là gì? Break giờ ví dụ mình chọn vào cái đường này ha, mình chọn cái nút này đi, bấm số 1 nha. Chọn đỉnh, số 1 ha, chọn đỉnh nè. Vertex ha. Rồi mình chọn nút này. Bấm vô đỉnh này ha, mình mua nó ra nè. Mua ra nè. Thì hai cái đỉnh này là một, hai cái đường thẳng này nối nhau tại một điểm, thì hai điểm đó là một điểm mà. Thành ra mình muốn tách hai đường thẳng này ra làm sao? Bằng cách là bấm vô chữ break. Break nè. Mình tách nó ra. Khi tách nó ra nó sẽ có hai đỉnh ha. Hai đỉnh lúc này là mình chọn vô nè, mình mua cái đỉnh này ra, thấy không? Là một đỉnh, chọn này là mua đỉnh này ra, hai đỉnh, thấy không? Đó là break, tách đỉnh ra. Ha. Rồi tiếp theo là attack nãy rồi, attack multi có nghĩa là gộp nhiều đối tượng là hình một, nhưng mà theo bảng danh sách chọn là bấm vô đây nè, nó hiện cái bảng, thấy không? Nó hiện cái bảng nè, có bao nhiêu đối tượng đây mình cứ attack vô. À, ở đây mình có cái list nè, mình attack vô list nữa sau, list nữa không, attack đó, thì nó dính vô cái đối tượng này luôn, nó thành nguyên cái đống này là một đối tượng duy nhất, đó là attack multi. Rồi rotation, rotation là tạo đường chéo giữa cái nút đã chọn, ví dụ mình chọn nè, chọn cái nút này ha, bấm vô chữ rotation rồi bấm đây kéo, bấm đây kéo. Lại hãy chọn đây thôi, nó tạo ở giữa đường chéo rotation session chưa bắt góc rồi đó, thấy không? Mình chừng kéo qua cái nó chạm ở đường chéo này, thấy không? Đường chéo nè, nó đường chéo rất là ngẫu nhiên giữa các đường chéo nhau, và rotation session ha. Còn refine, refine là thêm điểm, refine nè, refine bấm vô nè, bỏ bắt dính ra nha, cứ thêm nút nè, thêm nút nè, thêm nút này, thêm nút, muốn thêm bao nhiêu nút cũng được hết. À, refine. Rồi tiếp theo nữa là well, hồi nãy tách ra thì có hàng. À, ví dụ mình rơi cái nút này lại, mình mua cái nút này gần vô đây, gần vô nè, gần vô chỗ này nè. À, mình muốn biến hai nút này thành một thôi, à, thì mình hàng nó lại, cần cách là mình chọn hai nút này, à, bấm vô chữ well. Đó, nhưng bấm như well nó không hàng lại, lý do là cái khoảng cách nó xa hơn cái khoảng cách mong muốn, ở đây nó bằng 0.1 à, thì mình tăng khoảng cách nó lên là một, mình chọn lại hai nút mình well thử coi được không. Well khi mình well chưa được có nghĩa là khoảng cách nó vẫn còn xa, mình phải tăng lên tiếp 10 thử coi. Đó, well chưa được này phải là 50, well tiếp chưa được luôn 100, well tiếp chưa được luôn, kỳ vậy, sai gì vậy hả? Cái này không biết là dễ có bị lớn không, top lại mua gần tí xíu nữa coi. Rồi chọn lại ha, well à không phải không được, lý do là cái này á là nó là hai cái này nó đã là một cái đối tượng rồi, thành ra hai này phải tách ra luôn nè, bản thân hai này phải tách ra trước, cộng trơn ha, break tách ra rồi bắt đầu mua nè, mua ra đó, nó phải vậy rồi mới được nè, thấy không? Không vậy nó hở vậy đó, chứ còn kia là nó thành một cái khép kín rồi, nó lo không hiểu well. Rồi giờ well lại nè, chọn hai nút này ha, well thấy không, thành một, chọn hai nút này ha, bấm well đó, nó thành một, thấy không? Thì lúc này mình di chuyển cái nút nè, thấy không, là nó một nút à, nó thành một nút à ha. Rồi đó là well là hàng ha. Nhớ là nếu mà khoảng cách nó xa thì bấm này. Rồi bây giờ tiếp đến đến là lệnh connect ha. Connect là nối hai điểm thành một đoạn thẳng, nó cũng giống như red line vậy đó ha. Nhưng mà nó xuất hiện cái đường chấp chấm là nối vô nè đó. Nhưng mà cái đường này nè, mình nối vô cái đường khép kín, cái đường này gọi là đường khép kín là nó không hiểu, nó phải đường hở nó mới hiểu. Đây nè, làm lại ha, thấy không, nó cũng không hiểu là cái đường này nó thuộc đối tượng khép kín, nó không hiểu luôn.
nó phải là đường thở nó mới hiểu. Thành ra mình phải vẽ thêm một cái line mới, hoặc copy cái segment này nè, copy cạnh này đi, copy ra một cái ha, vô cái segment này, bấm shift copy ra một cái ha. Rồi giờ lại vertex nè, bấm là connect, nói nè, thấy không, cái đường thở nó mới chịu, còn đường khép kín nó không chịu nha, nhớ nha, đường thở nè. Thành ra mình không có nói kiểu kiểu này được, không có nói kiểu mà từ cái điểm điểm mà hở, thấy không, nó không chịu hở, phải hở đó nó mới nói ha. Rồi insert, insert là vừa trang điểm mà lại vừa thêm cạnh, insert ha, ví dụ bấm trang điểm ở đây đi ha, đó hiểu không, nó di chuyển cái hình, nó tạo cái cạnh, thấy không, nó cứ vậy đó mà nó di chuyển, nó bấm thêm cạnh, thêm điểm thêm cạnh luôn, đó là insert. Rồi bấm escape thoát ra thôi. Make first là gán cho cái nút đó thứ tự đầu tiên, sao biết nút nào nút đầu tiên, nút nào thứ nhất. Rồi mình bấm đây ha, mình chọn hết cái nút này, chọn nút này đi, chọn bốn nút này đi ha, nút này đây, mình bấm vô cái chỗ này, nó có cái mục gọi là đâu rồi linear selection. Đây sau vertex number này không, sau vertex bấm lên đây à, thì nó hiện mấy cái thứ tự này không nè, nút này một nè, hai nè, ba nè, bốn nè đó. Bây giờ mình không muốn cái nút thứ một nằm ngay đây, mà muốn thứ một nằm đây nè, mình chọn cái nút này, mình bấm chữ là make first nè, bấm thấy không, thì nó đây số một này không, thì nó đảo ngược là một hai ba bốn, đó là make first là gì. Rồi cái chức năng nó dùng để làm gì thì sau này có một cái cụ thể mình sẽ biết cái đó. Nó giữa cái đường tròn với hình vuông bị sáng, mình sẽ làm kiểu này nó sẽ hết. Rồi sau này mình học tới cái đó. Rồi fill là chụm cái nút lại với nhau. Giờ mình chọn bốn cái này ha, à, mình muốn nó thành chụm lại ngay giữa chỗ này nè, bốn cái nút nó vô trung điểm á, thì bấm chữ fill thấy không, nó chụm lại thấy không, chụm lại hình một rồi thấy không, đâu lại thí dụ hai nút này thôi, hai nút này nè, chọn fuse thấy không, nó chậm lại nha ha, nhưng mà nó chậm lại là vẫn là hai nút nha. Rồi này thấy không, hai nút trừ khi là mình queo nó lại với nhau thôi, nhưng mà này khép kín nha, không cho queo thì coi nha, khép kín nè à, à nhuyễn cho nó queo lại à, không có, do khép kín là không được nha, nó phải hở á, hai cái hở giống như nãy mới được. Rồi à, fill ha, còn circle là gì, chọn xoay vòng thôi, ví dụ mình đang chọn nút số 2 nè, mình bấm circle cái nó chọn nút số 3, bấm circle chọn nút số 4 vậy đó, nó xoay vòng vậy đó ha, circle vậy thôi, chọn xoay vòng. Còn rod insert là trường hợp này, đây là hai đường thẳng giao nhau à, mà nó không có cái nút này, thành ra là nếu mình di chuyển mình chọn nút á, mình di chuyển mình chọn không được, không có, thì bắt đầu mình bấm chữ rod insert, bấm đây ha, bấm vô này, giao điểm chỗ này này, chỗ này không hiểu nè, chỗ này có hiểu không, đó chỗ này hiểu nè, chỗ này do nó hở kiểu khác ấy, không hiểu, chỗ này hiểu nè, hiểu thì nó xuất hiện mấy cái dấu chấm chấm đen đen, bấm vô đây thấy không, thì có rod insert, khi có rod insert thì mình chọn cái nút này mình di chuyển được, chọn nút này nè, di chuyển thấy không, di chuyển thoải mái à. Đó là rod insert. Rồi fill led thì biết rồi, fill led bữa giờ biết rồi ha, chọn fill led thôi, bấm fill led là bo góc đúng không, còn chamfer là vát góc đó, chamfer là góc đó ha, chamfer là bán góc. Rồi tiếp theo đó, rồi ở dưới đây đừng bao giờ dùng tới ha, đây tại mình ẩn, mình mở ẩn vậy đó, nó rất dễ bị lỗi, tại mình không quản lý được, ở đây hầu như không dùng. Rồi đó là chức năng của đỉnh. Rồi tiếp theo là chức năng của cạnh ha, cạnh thì tất cả cái chức năng này là giống y chang bên đỉnh, không khác chỗ nào hết ha. Mà nãy mình quên, nó có một chức năng khác duy nhất thôi là lệnh divide à, divide này quan trọng nè, ví dụ cái cạnh này, chọn cái cạnh này ha, chọn cái đầu số 2 nè, chọn cái này, rồi mình muốn chia cạnh này là 5 phần bằng nhau thì bấm vô chữ divide ha, gọi số 5 nè, bấm divide đó, thấy không, thì nó chia đều là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái nút á, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái nút cho mình, đó là lệnh divide ha, lại quên ghi đây. Chức năng segment chỉ duy nhất là lệnh divide thôi. Rồi tiếp theo chức năng thứ ba là splice.
SP Lite á thì nó cũng giống như cái kia nhưng mà nó xuất hiện như outline này. Outline thì chú ý, outline nè, giờ mình vẽ cái rectangle ha. Outline mình cũng dùng khá nhiều ha. Rồi, convert cái này sang SP Lite. Rồi, chọn thứ ba. Số 3 là SP Lite ha. Thì nó có cái phần outline, xuất hiện cái phần outline ha, mấy chức năng kia giống nhau. Reverse thì không có gì đặc biệt, đảo ngược chọn thôi. À, nhưng mà cái outline nè, ví dụ outline này vô, bấm outline ha. Mình nhấn vô chuột thì nó vô trong. Nhưng mà ở đây á, mình chọn á, mà mình gõ số âm á, thì đi ra ngoài. Ví dụ âm nè, âm 200, 200 lớn quá. Âm 20, đó thì đi ra ngoài, thấy không? Outline thì outline dùng khá nhiều để vẽ tường. À. Rồi tiếp theo là thuật toán là Boolean. Boolean circle, giả cho mình có circle ngay đây. À, rồi circle ngay đây. Rồi circle ngay đây. À, vậy. Rồi, mình chọn đối tượng này. À, muốn làm cái gì vô cái khác thì phải nhớ attach nó vô, modify nè. Attach nó vô thành một mới làm được ha. Attach vô, à, cái đường tròn này vô, đường tròn này vô, đường tròn này vô. Đó, thì nó thành một đối tượng. Rồi, nhưng mà mỗi tượng mình vẫn chọn được ha. Chọn nè, chọn số 3. Đúng không? Số 3 chọn này. Rồi đầu tiên, cái boolean đầu tiên là dĩ nhiên là cộng cộng hai set với nhau thì bấm vào đây nè, bấm đây cộng phải không, cộng phải không, thì cộng giao nhau thì mất cái đường nối, giờ cộng tiếp cái này nè, cộng phải không, thì mất đường nối kia luôn à, đó là cộng ha. Rồi bây giờ trừ, trừ thì trừ vô cái này phải không, trừ thì nó mất, nó giống như nó trim đi, nó mất cái lõm đi ha. Rồi lấy phần giao, lấy phần giao là vô cái giao này nè, là lấy được cái phần này nè, giao giữa đường tròn này với cái quy khối này nè, mình lấy được chút này, lấy phần giao nè, bấm vào đây giao intersection nè, bấm vào đây ha, đó thì lấy phần giao thấy không, cộng khối trừ khối và giao khối. Thì cái thuật toán boolean này dùng khá nhiều ở trong phần mềm 3D, phần mềm 3D nào hầu như cũng có hết à. Tiếp theo là mirror. Mirror thì nó mirror đường thẳng đứng, đường nằm ngang với lại đường xéo. Giờ mirror đường thẳng đứng trước nè, bấm chữ mirror thấy không, nó mirror đường thẳng đứng, bấm chữ model vô đây nè, bấm nằm ngang nè, bấm mirror để lật xuống thấy không, bấm đưa qua đường xéo nè, bấm vô đây mirror đó, lật qua đường xéo nè. Thì thực ra mirror mình ít dùng lắm, ít dùng trong cái này lắm, mình dùng mirror ở ngoài không nó dễ hơn. Rồi tiếp theo là trim, là copy, trim là extend, nó giống với AutoCAD. Trim là cắt tỉa đối tượng, còn extend là kéo dài đối tượng. Rồi ví dụ trim này ha, bấm vô trim, trim đây, bấm, quên đang chọn đối tượng này mà, đối tượng này ha, chọn lại đối tượng này nè, trim số 3, cấp độ số 3 ha, mới xuất hiện cái trim nha, trim nè, bấm này cắt, bấm này cắt, thấy không, bấm này cắt, bấm này cắt. Rồi đó là trim ha, ở đây vậy nè, trim nè, cắt 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 này luôn à, cắt qua đây luôn, đó đó là trim ha. Rồi extend nè, extend bấm vô đây, nó dài bấm đây, nó dài bấm đây, nó dài bấm đây nè, nó dài thấy không, đó là trim extend là vậy đó. Rồi vậy đâu hết, dưới đây mình không sử dụng ha. Rồi vậy đủ ba cấp độ rồi đó, như đó thôi.